Dạo này tình duyên thế nào hả? Chán lắm bà ơi. Em đi từ từ thôi, không cần phải vội đâu. Rồi. Chào các chị em nhá. Chào anh ạ. Em ở đây trên với mọi người nhá. Bây giờ anh đi làm, nếu mà cần gì thì gọi cho anh. Vâng ạ. Anh xin phép nhá. Khiếp, chẳng thể ai có diễm phúc như bà luôn ý. Yêu nhau cả chục năm rồi mà lấy nhau về vẫn cứ như vợ chồng son ý. Thôi cô ơi, mấy nữa rồi cô lấy chồng đi, cô cũng sẽ được như vậy, không phải ghen tị. Đàn ông như thế à, bây giờ chết hết rồi. Mà có ấy, thì cũng là của bà rồi. Thôi tôi chẳng ham. Nhưng mà bà phải cẩn thận đấy nhá, không là có trà xanh đấy. Mày nghĩ thế không Ngọc? Gớm, mày cứ dọa nó. Vợ chồng nó tình cảm đấy kia thì ai mà chen chân vào được. Này, nói không phải tâm linh nhá, thế nhưng mà biết đâu lại còn ngoại tình ý. Mà lại còn ngoại tình cao tay. Một tay thì yêu thương chăm sóc vợ, để mà che giấu bí mật kỹ càng thì làm sao. Mà nói đến chuyện tâm linh, tao có một món quà để cho mày. Nó sẽ giúp mày xua đuổi tà ma, với cả tẩy ô uế đấy. Cái gì mà ghê thế? Đây, thì theo hệ tâm linh là như thế. Còn không thì sẽ giúp mày đầu óc thư thái hơn này, với cả ngủ ngon hơn. Trầm Hương à? Tao cũng thích mùi này lắm. Mày đúng là tâm lý mà. Ôi, Trầm Hương à? Cho tao một ít. Không được. Cho tao một ít đi. Dạo này tao bị mấy thằng hãm lắm. Cho tao xin một ít. Đây là tao mua cho cháu tao. Còn cho mày thì lần sau nhé. Rồi. Ơi, dạ cơm ơi. Lần sau anh không cần phải nấu nữa đâu. Anh bận bao nhiêu công việc như vậy, cứ để cho cô giúp việc làm là được rồi. Không được, em sắp sinh rồi. Bây giờ ấy, mọi thứ là phải cẩn thận. Anh vẫn lo được mà, em không cần phải lo cho anh đâu. Thôi mời xuống ăn đi. Đấy, bây giờ em phải ăn nhiều vào thì mới có chất. Sao anh không nghe điện thoại đi? Chắc là anh Thuận gọi để bàn công việc. Bây giờ ấy, anh ở nhà rồi. Công việc anh sẽ gác sang một bên. Anh sẽ để dành thời gian để chăm sóc em với cả con thôi. Thôi, anh cứ nghe đi. Nhỡ có chuyện gì thì sao? Chắc là chuyện quan trọng thì anh Thuận mới gọi đấy. Alo em đây, có chuyện gì đây anh? Anh biết là anh trốn điện thoại của em. Tội nặng lắm không hả? Để mai bàn được không anh? Hôm nay em bận mất rồi. Anh lại bận chăm cô ta chứ gì? Em không thích đâu. Anh đến với em ngay đi. Đêm nay em cần anh. Chứ em cô đơn lắm. Ok anh, mình đã nói với nhau là ngày mai đi công tác mà. Sao bây giờ lại đổi lịch ra như nào ? Em nhường anh cho cô ta quá nhiều rồi đấy. Hôm nay em muốn phá lệ một hôm. Mà nếu như anh không đến nhá, em sẽ xông thẳng vào nhà anh. Em nói là làm đấy nhá. Sao đây anh? Không sao đâu, em gắt tiếp đi. Em ngoài một chút đi, rồi mai anh qua. Ok. Cửa kìa, anh ra mở cửa đi. Để anh ra mở cửa. Đang ăn gì đấy?
cho anh kể với nào. Sao mày lại qua đây giờ này? Sao? Sợ tao qua đây làm kỳ đà cản mũi, hai vợ chồng mình tình tứ à? Gớm nữa, vợ chồng tao thì tình tứ lúc nào mà chả được. Anh lấy cho Ngọc cái bát. Mày ngồi xuống đây, ăn với vợ chồng tao luôn. Thôi, tao chả ăn đâu. Chẳng qua là đi đường tiện qua đây thì lên thăm mày với cả chơi với cháu của tao thôi. Mà mày không đốt chứng minh tao đưa cho mày à? À, ừ nhở. Mày không nhắc tao cũng quên. Từ hôm đấy mang về vẫn để ở tủ kia kìa. Đấy, tao đã dặn mày kỹ rồi. Phải chịu khó đốt cái đấy vào, rồi ngửi mùi cho tinh thần thoải mái mới dễ để được, biết chưa? Rồi, tao biết rồi. Thôi, hai vợ chồng ăn cơm đi. Để tao ra ngoài kia tao đốt cho, nhé. Em, tại sao em cứ làm theo ý của em là như nào? Anh đã nói với em rồi còn gì, là cuối tuần là anh dành cho em mà. Em không chịu đâu. Tại em thiếu anh quá, cho nên em không chờ được đến cuối tuần. Đừng cầm điện thoại nữa. Ăn hoa quả đi con. Con sử dụng điện thoại vừa thôi, không tốt đâu. Tại con ở nhà một mình buồn quá. Mà bây giờ bụng to như thế này rồi cũng chả đi đâu được. Chịu khó. Trong tuần này có thể sinh bất cứ lúc nào. Ăn đi con. Sau này con nó lớn, bà trông cho. Thích đi đâu thì đi nhá. Vâng ạ. À, mà con thắp hương trầm đấy à? Sao mẹ ngửi mùi này nó lạ thế? À, dạ Ngọc có tặng con đấy ạ. Nó bảo là đốt hương trầm có nhiều tác dụng lắm. Mà con thấy thế đúng thật. Con cũng thấy đầu óc thoải mái rất là nhiều. Nhưng mà mẹ ngửi thấy mùi trầm này chắc nó có nhiều tạp chất hay sao á, nên mùi nó lạ lắm con ạ. Bao nhiêu năm buôn gỗ, ngửi mùi trầm nguyên chất nó khác lắm con ạ. Con đừng có lạm dụng quá đấy nhá. Vâng, con biết rồi ạ. Mẹ cũng ăn đi. Em mỏi quá. Mà sao mình cứ phải lén lút thế này nhở? Đằng nào thì cái Trang nó có ra đây đâu. Nhưng mà mình cứ cẩn thận thì vẫn hơn. Thôi em chịu khó một thời gian nữa nhá. Em mỏi chân lắm. Anh phải cõng em cơ. Nhiều ghê cơ. Mẹ. Mà sao hai đứa không đi thang máy vậy, đứng ở chỗ cầu thang bộ thế? À, cháu đi giày cao gót cho nên bị trẹo chân. Cho nên cháu nhờ em trông dìu cháu một chút ạ. Dạ, đúng đấy mẹ ạ. Thang máy người ta đang bảo trì nên bọn con đi thang bộ. Mà mẹ vào thăm vợ con ạ. Ừ, mẹ vừa thăm xong. Thôi hai đứa vào đi, mẹ đi về đây. À, dạ vâng. Dạ vâng, chào bác. Mẹ về ạ. Rõ ràng mình thấy có người vẫn đi thang máy cơ mà. Sao hai đứa nó lại nói dối nhỉ? Lần này coi như là chí mạng.
Với lượng đốt trầm hương nhiều như thế, cô ta sớm chầu Diêm Vương thôi. Công an sẽ không tìm được dấu vết gì cả. Lúc đấy chúng ta sẽ đường đường chính chính được ở bên nhau. Này, nhưng mà em muốn xem cảnh cô ta dây dụ chết thế nào. Người sẽ là đáng thương lắm đây. Anh Trung, anh Trung. Này, hình như xong xuôi rồi đấy. Hay là em phải vào trong xem tình hình thế nào đi. Này, đáng ra mày phải chết sớm hơn chứ. Mà cũng tại anh ý, tự dưng một đứa con làm như chớ rõ lâu à. Ừ, phải có đứa con này thì tài sản của cô ta mới về tay mình. Đừng có mà mơ. Trang ơi, mày làm sao này Trang ơi? Anh, con sẽ cứu thuốc nhanh lên. Trang ơi, tỉnh đi Trang ơi. Không cần đâu. Trang, Trang, em có làm sao không? Chứ em như thế làm anh lo cho em quá. Chắc là anh mong tôi bị làm sao lắm đúng không? Nhưng mà rất tiếc là mẹ con tôi đã biết hết tất cả mọi chuyện rồi. Trời ơi, con phải nghe lời mẹ chứ. Chúng nó tằng tịu với nhau, nó đối xử tốt với con để con qua mặt con dễ dàng thôi. Sao không chuyện như vậy được ạ? Ngọc là bạn thân của con, anh Trung lại là chồng con. Khoảng thời gian mà hai người biết nhau cũng bằng với khoảng thời gian mà con yêu anh Trung. Ngọc luôn ủng hộ con mà. Mẹ không muốn cho con xem đâu, nhưng mà đây là những thứ mẹ tìm thấy. Đây, con nhìn đi. Đây, con ảnh đây. Nó mua tặng con trầm hương, trong này có thạch tín cực độc. Chỉ dùng một lượng rất nhỏ thôi, nhưng nó thắp cho con liên tục hàng ngày, để cho con trúng độc mà chết đấy con ạ. Sao lại có chuyện như thế được ạ? Con này, con với mẹ cùng nhau đóng một vở kịch. Là con sẽ biết rõ ngay thôi con ạ, nhá. Anh yêu cô ta, anh có thể đến với cô ta, nhưng mà tại sao anh lại hại tôi? Hai người có còn là con người không hả? Kệ em, vì anh vẫn còn yêu em, anh không muốn mất em. Bọn tôi yêu nhau được 5 năm rồi. Thì ra ấy, cái cảm giác vụng trộm cũng sung sướng lắm đấy chứ. Chẳng qua là anh Trung chán mày rồi, cho nên mới tìm đến tao thôi. À, mày! Bà! Mày nói một câu nữa xem, tao sẽ gô cổ mày vào tù đấy nhá. Còn con, quyền quyết định bây giờ là toàn quyền ở con. Mẹ có đầy đủ bằng chứng để tống chúng nó vào tù con ạ. Kệ, anh xin em, em đừng có làm như thế, em hãy vì con của chúng ta. Cút, các người cút ngay ra khỏi đây. Con gái tôi đã từ bi tha cho các người, mau cút đi lên, đừng để tôi đợi ý, cút đi. Con ơi, có mẹ đây rồi,